chấp 314 trưởng môn khiêm tốn chút. Được được, tiểu Lê Tử chơi vậy đúng không? Có mùi đó rồi, có mùi bà quản gia rồi, còn rất nồng nữa. Nếu đã không mở cửa được, vậy ta sẽ đá tung cái cửa này. Ta là chủ một môn, ta không tin còn không vào được. Hửm. Chuyện gì vậy? Sao đánh cái này như là đánh vào bông vậy? Mà thứ này còn có thể điên cuồng hút mình, như muốn hút cạn mình luôn vậy. Hừ, thứ này sao nhìn cổ quái vật, mình cảm giác cho dù là Triệu Chí Kỳ đến, cũng không phá được kết giới này. Đối đãi với huynh trưởng lâu ngày không về như vậy, đúng là trong mắt không có trưởng bối mà. Lần này về nhà nhất định phải chấn chỉnh lại gia phong. Sao vậy, ngươi cũng không có thẻ gỗ vào kết giới này sao? Ngài cũng không có. Sư đệ nói, ta không thường xuyên tới đây, lấy lệnh bài không làm gì cả, khụ khụ, nên quả thực là cũng không có. Lấy lệnh bài không làm gì cả. Ha ha, sư bá nói đùa rồi, đợi về sơn môn, ta sẽ kêu tiểu Lê Tử nhà ta đưa cho ngài hai miếng. Tất nhiên như vậy thì rất tốt, nếu đã vậy, vậy ngươi mau mở cửa kết giới, chúng ta vào trong trước đi. Không vội, lâu ngày chưa về chi bằng sư bá cùng ta đi dạo xung quanh Mặc Môn xem tình hình phát triển của đệ tử ngoại môn Mặc Môn trước đi, thế nào? Địch, nếu bị kiếm tôn đệ nhất đương thế biết mình không có chìa khóa về nhà, há không phải sẽ bị chê cười sao? Bị kiếm tôn chê cười, nỗi nhục cho dù nhỏ cũng thành sỉ nhục lớn rồi. Như vậy cũng được, vậy chúng ta đi thôi. Được. Những khu vực này đều là ngoại vi Mặc Môn ta, những đệ tử đang hái quả, ngồi thiền, trồng trọt, tắm nắng. Làm các việc vặt kia là đệ tử tạp dịch ngoại môn của Mặc Môn. Ừm, nhân lực Mặc Môn có vẻ cũng không hề thua kém kiếm tông ta nhỉ. A-I-A-A, đẹp quá, không hổ là Ali. Đỉnh đỉnh, người đẹp thì như nào cũng sẽ đẹp, chính là nói cô rồi. Trò tự chế cải tạo này quả đúng là nghịch thiên, phòng lai của cô, tối nay ta nhất định đi theo dõi. Tỷ tỷ giết ta đi. Đây chính là mẫu mới ta mời nhà thiết kế về để dựa vào đồng phục Mặc Môn ta mà sửa lại đó, vì để sửa lại bộ đồ này mà ta đã tốn mất mười mấy ngày. Thẩm mỹ phong kiếm cổ xưa của thiên huyền giới bị đả kích. Khụ khụ, đệ tử Mặc Môn các người quả là có chút không câu nệ tiểu tiết nhỉ. Tất nhiên rồi, đều giống như ta vậy đó. Chúng ta đi xem nơi khác đi, được. Mau, dừng lại, chính là hình ảnh này, tạm dừng, phóng lớn. Chính là nụ cười này. Các người mau nhìn ta đi, sao hả, có phải giống trưởng môn chúng ta không? Vậy như vậy không được, phải như ta đây mới giống này. He hơ, học được trò điệu cười nửa miệng còn sợ không tán được gái. Bọn họ đang tiến hành tu luyện cái gì vậy? Mô phỏng lại ta thôi ạ, không xem cũng được. Ý, sao hắn ở đó? Chỗ này có gì không đúng sao? Nơi này là mê vụ đại trận do ta thiết lập, vốn là để khảo nghiệm đệ tử mới nhập môn, nó là đệ tử thân truyền Mặc Môn ta, sao lại ở đây? Có lẽ vị đệ tử này có chút đặc biệt. Đệ tử này quả thực đặc biệt, có lúc rất may mắn, có lúc lại rất xui xẻo, bình thường uống nước lạnh cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Nhưng để cậu ta vào nơi nguy hiểm như vậy, thực sự là quá nguy hiểm rồi. Ngài xem, bây giờ nó đã có nguy hiểm rồi. Lại như vậy nữa. Sao lại như vậy? Có lẽ khí vận của cậu ta thay đổi rồi. Hệ thống, dò thám. Điểm khí vận không phải cố định sao? Mình nhớ nó là hỏi chấm. Cấp bậc, cấp 31, tam cảnh nhất trùng thiên. Mạc Đông Phương, nhân tộc, nhân vật. Sinh mệnh, 4810 trên 4810. Linh lực, 2850 trên 2850. Căn cốt, 3, có thể thăng cấp, giới hạn 10. Tư chất kiếm đạo 3, có thể thăng cấp, giới hạn 10. Cơ duyên, 10, vĩnh viễn cố định, không thể thăng cấp. Mị lực, 1. Đánh giá tổng hợp, khí vận chi tử. Tên nhóc này, sao cơ duyên lại thành 10 rồi? Còn không phải là con của khí vận nghịch thiên sao? Được lắm, mà Đông Phương lần này ngon rồi. Nhưng mà, con của khí vận, đối với Mặc Môn mà nói có lợi ích gì sao? A, đối với Mặc Môn không biết, nhưng đối với Lộ Triều Ca là có lợi ích cực lớn. B. Con của khí vận dùng nhục thân bật hách chặn đao kiếm, quả đúng là đạo cụ thiết yếu mọi lúc mọi nơi. C. Mặc Môn cuối cùng có phải là do Mạc Đông Phương kế thừa? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.